Hà Nội công khai tên lãnh đạo làm kém rồi sao nữa. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn thành phố. Một nội dung quan trọng đó là sau Văn phòng UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố công khai thông tin các chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự hè phố, lòng đường trên địa bàn tại các cuộc họp báo của UBND thành phố. Không phải lần đầu mà những năm qua, Hà Nội đã nhiều lần ra quân dẹp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy. Có vẻ như hoạt động ra quân hay phong trào không mang lại hiệu quả mà đây là việc làm thường xuyên, liên tục, kiên nhẫn, lãnh đạo phải bám địa bàn, bám công việc, triển khai các biện pháp giải phóng lòng lề đường một cách quyết liệt. Nếu không thì chỉ dẹp được xong bữa nửa tháng, lề đường sẽ bị lấn chiếm trở lại. Chuyện này không mới, đã nhiều lần xảy ra, lặp đi lặp lại qua nhiều đời chủ tịch. Không chỉ riêng Hà Nội mà thành phố Hồ Chí Minh cũng chung hoàn cảnh. Chưa kể, có quận làm tốt, có quận không tốt, hay trong địa bàn quận, huyện, có phường, xã làm tốt, có nơi ngược lại. Báo Lao động ngày 9 tháng 3 đăng phóng sự Hà Nội sau một tuần giành lại vỉa hè, chỗ nghiêm túc, nơi lỏng lẻo, ghi lại hình ảnh những tuyến phố có lề đường thông thoáng và những tuyến phố còn nhếch nhác, xe cộ bức tử vỉa hè, đẩy người dân xuống đường để đánh cược với tai nạn. Những hình ảnh trái ngược đó cho thấy, có rất nhiều địa phương trong thành phố không tích cực thực hiện xử lý, vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng. Trong đó có tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề, đường để kinh doanh buôn bán, trông giữ xe sai quy định. Vậy thì phải có biện pháp xử lý với lãnh đạo các địa phương để cho người dân lấn chiếm vỉa hè mà không dẹp được, chưa kể có thể có nhóm lợi ích đằng sau các vỉa hè đó. Công khai thông tin các chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự vỉa hè, hè phố, lòng đường có nghĩa là nêu rõ tên những vị lãnh đạo làm kém. Báo chí có quyền lấy thông tin công khai này để đăng lên cho bà con được biết. Nếu như vậy, kể cũng xấu hổ với dân, thẹn với dư luận. Nhưng cứ chỉ đích danh tên tuổi của chủ tịch các địa phương làm kém mãi, kể ra cũng nhảm, cần có biện pháp mạnh hơn. Ví dụ như vị nào bị nêu tên nhiều lần thì phải có hình thức kỷ luật, kiểm điểm, thậm chí là cách chức, chuyển công tác. Có như vậy, các vị chủ tịch quận, huyện, thị xã mới sợ mất chức, lo thực hiện thật tốt nhiệm vụ. Những chuyện lạ đăng kiểm ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khi cuộc khủng hoảng đăng kiểm mới xảy ra, ít ai có thể hình dung đến quy mô của nó, cho dù có lẽ chính những cơ quan trong cuộc là Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam chắc chắn không khó khăn để hình dung bức tranh hôm nay khi các sai phạm có hệ thống được phát hiện hầu như ở mọi nơi trong hệ thống này. Đó là những sai phạm cả lĩnh vực đường bộ lẫn đường thủy, cả cấp cục lẫn cấp đơn vị kiểm định. Theo con số của Cục Đăng kiểm, từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, Hà Nội có 337.552 xe ô tô các loại đến hạn đăng kiểm, ở thành phố Hồ Chí Minh là 202.531 xe. Cũng theo ước đoán của Cục Đăng kiểm, với việc hàng loạt đăng kiểm viên bị khởi tố, bắt giam dẫn đến dây chuyền đăng kiểm phải dừng dịch vụ, khoảng 200.000 phương tiện ở Hà Nội, khoảng 130.000 đến 190.000 phương tiện ở thành phố Hồ Chí Minh không thể kiểm định khi đến hạn vì năng lực của các trung tâm sẽ chỉ có thể đáp ứng được một phần nhỏ. Kiểm định kỹ thuật, an toàn và môi trường khí thải, phương tiện giao thông tất nhiên là cần thiết và quốc gia nào cũng làm thế. Cũng vì quốc gia nào cũng làm thế nên chúng ta có thể thấy được một bức tranh nhiều chuyện lạ ở Việt Nam khi một chiếc xe cá nhân dù trước khi xuất xưởng đã phải được giám sát kỹ lưỡng về chất lượng, tuân thủ nhiều yêu cầu do chính cục đăng kiểm đưa ra, giám sát thì vẫn phải đưa vào trạm đăng kiểm trả tiền để kiểm định lại. Cũng không đâu nhờ mình, chu kỳ đăng kiểm lại ngắn đến kỳ lạ. Ví dụ để so sánh, một chiếc xe cá nhân chở người ở Việt Nam sẽ phải kiểm định lần đầu, rồi 30 tháng sau kiểm định tiếp, sau đó là mỗi kỳ 18 tháng, từ năm thứ 7 đến 12 là mỗi kỳ 12 tháng, từ năm thứ 12 đến 15 là mỗi kỳ 6 tháng và từ năm thứ 15 là mỗi kỳ 3 tháng. Trong khi ở Nhật và Hàn Quốc, chiếc xe chỉ phải kiểm định lần đầu tiên trong thời gian 4 năm từ khi mua mới, sau đó mỗi 2 năm kiểm định một lần. Con số tương tự ở Singapore là 3 năm từ khi mua sẽ kiểm định lần đầu, sau đó là mỗi 2 năm, từ năm thứ 10 là hàng năm. Ở các quốc gia trong cộng đồng châu Âu cũng như tương tự Hàn Quốc và Nhật, kiểm định lần đầu sau 4 năm và sau đó là chu kỳ 2 năm. Thậm chí, Malaysia không bắt buộc phải kiểm định đối với xe cá nhân, chỉ bắt buộc kiểm định với xe chở khách. Với một chiếc xe 20 năm tuổi, ở Việt Nam sẽ phải kiểm định 36 lần, ở Singapore là 15 lần, ở Nhật, Hàn Quốc và EU là 9 lần. Chúng ta đều có thể nhận thấy chu kỳ đăng kiểm ngắn ở Việt Nam là khó hiểu đến như thế nào. Tôi mong sẽ có cơ hội đặt câu hỏi với lãnh đạo Cục Đăng Kiểm là điều gì khiến họ đưa ra một chu kỳ đăng kiểm ngắn như vậy
và liệu trong quy trình xây dựng thông tư về đăng kiểm, cục đăng kiểm có cung cấp cho đơn vị thẩm định là vụ khoa học và công nghệ, vụ pháp chế, các lập luận thuyết phục cho việc đó không? Và ngay khi hàng loạt lãnh đạo cục và các đơn vị đăng kiểm bị bắt, thì cục đăng kiểm mới vội vàng xây dựng một dự thảo thông tư gần như để sửa một điểm trong chu kỳ đăng kiểm là sẽ miễn kiểm định xe mới, kèm với những ràng buộc khác về cách hiểu xe mới và vẫn buộc chủ xe phải đến trung tâm đăng kiểm để làm hồ sơ đăng kiểm. Dự thảo thông tư này, ngoài việc đăng một bản PDF trên trang của Bộ Giao thông Vận tải thì cũng không có trên trang của Cục Đăng Kiểm và cũng không thấy trên trang thông tin điện tử chính phủ như yêu cầu của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tôi nghĩ đã đến lúc hệ thống đăng kiểm cần thiết và nhất thiết phải thay đổi từ nền tảng, đó chính là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này. Mà trước hết, có lẽ không nên để chính đơn vị đang hưởng các lợi ích trực tiếp và gián tiếp từ việc cung cấp các dịch vụ công bắt buộc như dịch vụ đăng kiểm, đưa ra các quy định bắt buộc cộng đồng phải sử dụng dịch vụ đó nhiều hơn. Các kinh nghiệm quốc tế nên và cần thiết phải được tham khảo một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng để loại bỏ các yếu tố định tính, các điều khoản được cài cắm nhằm trục lợi từ chính sách trong văn bản. Các văn bản quy phạm pháp luật cũng cần và nên được lấy ý kiến rộng rãi của người dân hơn là chỉ tập trung vào lấy ý kiến một số bộ ngành liên quan, bởi đây cũng chính là lĩnh vực hoạt động liên quan đến từng người dân, đến toàn xã hội. Cho nên, bên cạnh việc cần có ngay các giải pháp kịp thời để giải tỏa cuộc khủng hoảng đăng kiểm đang làm ảnh hưởng xấu đến ổn định xã hội và đến uy tín của cơ quan quản lý, gây ra nhiều bức xúc trong dân chúng, thì ngành giao thông vận tải chắc chắn rất cần phải bình tĩnh soát xét và xây dựng một hệ thống quy định phù hợp, cân bằng và khoa học. Nếu không làm được thế, với các hệ thống quy định và văn bản hiện tại sẽ còn tiềm tàng những nguy cơ khác trong tương lai không xa lắm. Thanh tra Cần Thơ kết luận về công tác phòng chống tham nhũng ở huyện Cờ Đỏ. Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra thành phố Cần Thơ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng từ năm 2019 đến năm 2021 tại Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ. Theo thông báo, có một số hạn chế thiếu sót trong việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng tại huyện này. Về thực hiện quy định của pháp luật về thu chi tài chính và một số đơn vị như phòng kinh tế hạ tầng, phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban Nhân dân thị trấn Cờ Đỏ, Ủy ban Nhân dân xã Trung Hưng về thực hiện quy định của pháp luật trong việc đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa các dự án, công trình, mua sắm tài sản công còn thiếu sót. Tất cả hạn chế thiếu sót là không nghiêm trọng. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ cần khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, thông báo nêu. Về kiến nghị biện pháp xử lý, Tránh Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ thực hiện một số giải pháp phòng chống tham nhũng. Cụ thể, huyện Cờ Đỏ cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan tâm hơn nữa công tác kê khai tài sản, thu nhập, chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, rà soát các bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ quản lý để kịp thời chấn chỉnh. Đối với các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân thị trấn Cờ Đỏ và Ủy ban Nhân dân xã Trung Hưng thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ cần tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế thiếu sót qua thanh tra, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về tài chính kế toán, nhất là quy trình thủ tục thanh toán kế toán. Đề nghị Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Cờ Đỏ nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân để xảy ra những hạn chế thiếu sót trong việc thực hiện các công trình. Kiến nghị xử lý kinh tế, yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ chỉ đạo các đơn vị có liên quan giảm trừ khi thanh quyết toán đối với công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc và xây dựng Thái Cường, đơn vị thi công công trình trường tiểu học Trung Hưng 1, giai đoạn 2 với tổng số tiền gần 19,65 triệu, truy nộp vào tài khoản tạm giữ của thanh tra thành phố đối với các đơn vị liên quan với tổng số tiền là hơn 50 triệu.